Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị, chương trình Duyên Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Đây là một diễn đàn chung cho mọi Phật tử và học viên gần xa cùng nhau chia sẻ những pháp học pháp hành đem đến lợi ích cho bản thân, cho gia đình, rộng lớn hơn thì cho cộng đồng và cho xã hội. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu vị khách mời tiếp theo đến với chương trình là Phật tử Diệu Châu. Đây là một Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của Bồ Đề Phật Quốc và cũng có tham gia vào những cái buổi tu học cuối tuần. Nhân dịp hôm nay Phật tử Diệu Châu đến tham dự chương trình, Minh Từ xin gửi lời cảm ơn sự có mặt và xin kính chào Phật tử Diệu Châu. Dạ, em kính chào anh Minh Từ. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh là Diệu Châu. Con xin thành tâm đảnh lễ thầy giám nhiệm trụ trì chùa Bồ Đề Phật Quốc và chư tăng đức tôn ni và chư Phật tử đang nghe chương trình Duyên Lành Cửa Phật của chùa Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15. Dạ, em xin chào anh Minh Từ. Dạ vâng, Minh Từ xin chào chị Diệu Châu. Dạ, một lần nữa. Chị hôm nay có khỏe không? Dạ em khỏe, em cảm ơn anh. Có hồi hộp lo lắng gì không? Dạ thưa có. Thì dạ, cố gắng giữ bình tĩnh, không có hồi hộp. Dạ tại vì em chưa bao giờ lên TV hết cho nên em hơi run chưa. Dạ. Có gì anh Minh Từ và chư Tăng Đức Tôn Ni với vậy quý vị nghe đài cũng tha thứ cho em nếu em lỡ nói có cái gì không. Dạ vâng. Dạ, dạ. Thì Diệu Châu hôm nay đi đường xa đến đây để tham dự chương trình và cũng phải xin nghỉ một số giờ làm việc. Dạ vâng. Thì rất là cảm ơn chị đã có lòng đến với chương trình của Duyên Lành Cửa Phật hôm nay. Thì trước nhất thì Minh Từ muốn hiểu rằng là cũng giống như là tất cả quý khán giả muốn được hiểu rằng là trong cái duyên lành nào hoặc là cái thời gian đó là cái hoàn cảnh nào mà chị Diệu Châu biết đến nhà chùa với cửa Phật, là trong thời hoàn cảnh như thế nào, xin chị có thể vui lòng chia sẻ được không? Dạ, em cảm ơn Minh Từ. Đến với Phật Pháp, đến với cửa Phật là ngày xưa lúc em còn nhỏ, khoảng 11, 12 tuổi gì đó, thời đó em ở với bà của em. Thì nghe người lớn hay nói là ở ác nói láo là mình sẽ bị tội, bị diêm vương cắt lưỡi nấu dầu. Thì sau đó thì mấy bạn cũng nghe lại hàng xóm, bạn bè rồi rủ nhau đi đến chùa chơi. Nhưng mà lúc đó đến chùa cũng không có biết gì về Phật Pháp, nhưng mình đi chơi thôi anh. Rồi có duyên đi tới một cái chùa đó để coi được cái 12 cửa ngục, nói về những cái tội ác. Thì còn nhỏ mà sợ nhất là cứ nghe nói cắt lưỡi nấu dầu, ngồi lửa đồ, rất là sợ. Thì em cứ đi đến như vậy. Rồi sau đó là khi bà mất thì em về lấy lại gia đình cha mẹ của em. Thì về trên nhà mẹ thì thấy mẹ cũng có thờ hình Phật, thờ Quan Âm, thờ nhiều lắm. Rồi lại ở quê mà, nên mẹ tập cho em mỗi ngày cứ sáng là thắp nhang lại Phật, rồi chiều thắp nhang lại Phật, thắp nhang ngoài bàn thiên. Rồi lúc mà bà của em mất đó, mẹ có tập cho em tụng kinh. Mẹ nói là tụng kinh để cầu siêu cho bà. Thì nhỏ thì cũng ráng đọc. Rồi đọc, mẹ cho em cứ nhớ là mẹ cho kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa. Và rồi
sau đó quen quen rồi mẹ cũng có dẫn em đi đến chùa, đi tập đến chùa để làm công quả. Rồi cũng không hiểu công quả là gì, nhưng mà đến chùa rồi mẹ chỉ à làm cái này rồi làm cái kia, quét sân chùa hay lau cửa tượng Phật này kia nọ, rồi em cũng thích. Rồi cứ đi như vậy. Rồi hồi xưa là em ở bên Việt Nam là em đi tình xá chứ em không có đi chùa. Thì sư có việc gì cần sư cũng kêu mình làm, rồi sư tập cho em giọng Đại Hồng Chung đó anh. Dạ. Cứ tới cái giờ nào đó thì sư cho ngồi niệm Phật để giọng Đại Hồng Chung. Rồi quen dần như vậy, vài lần đi với mẹ. Rồi sư đặt cho em một cái pháp danh. Dạ. Lúc đó chỉ có pháp danh. Dạ, lúc đó chưa có pháp danh. Rồi sau đó chưa biết gì về quy y. Chưa đúng biết không? Gì dạ, về quy y luôn. Dạ. Tại vì sau khi mà về sau này thì có, trước đó thì có pháp danh, thật sự chưa biết gì về quy y ngũ giới. Thì đến lúc nào mà Phật tử Diệu Châu mới biết đến quy y và thọ tam quy ngũ giới, hoặc là sau khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi thì Phật tử Diệu Châu có tìm hiểu, học hỏi, hoặc là học hỏi bằng cách nào, có thể cho quý khán giả biết được không? Dạ, thưa anh Minh Từ, từ khi mà em có cái pháp danh là em tin tưởng là mình là người không hiểu cái chữ Phật tử mà là người đã có tên trong cái tên trong chùa, thì mình thích đi chùa nhiều hơn. Rồi ở nhà thì mẹ cứ cho tụng kinh như vậy thì tập tụng kinh, rồi tập mẹ nghe kể chuyện gì Phật. Rồi đi đến chùa em cũng thích nghe kể chuyện gì Phật, tìm hiểu Phật một cách là có một lần đó em đến chùa thì có sư cô nói về cái chuyện mình phải làm lành là lánh dữ, đừng sát sanh. Thì có một ngày đó sư cô cho em mượn một cái cuốn truyện, mà cuốn truyện đó em còn nhớ, về nhà đọc cái tên cuốn truyện nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi về nhà đọc cái tên cuốn truyện đó là cái tựa là Bà Ba Cháu Gà, là bà chuyên môn bán cháu gà, giết gà. Thì khi em đọc xong cái câu chuyện đó em thấy em sợ, thì em lại muốn đi đến chùa hơn nữa và tự phát nguyện ăn chay. Và em tự phát nguyện ăn chay thì ăn chay cho được từ lúc năm 80, năm 1984, bà em mất năm 83, 84 thì em ăn chay được cho tới 94 khi em qua Mỹ này. Và rồi cứ mỗi lần em thích đi chùa ở bên Việt Nam, em thích đi tịnh xá, là bên tịnh xá có cúng hội một tháng hai lần, ngày 15 và ngày 30. Rồi em cứ đi tới tịnh xá để mình làm công quả, mình tụng kinh. Rồi sau khi tụng kinh thì quý sư cũng có giảng pháp cho mình nghe. Rồi những cái rằm lớn em cũng đi tham gia. Dạ. Rồi anh biết những cái rằm lớn thì em lại xin mẹ là cho em ở lại chùa. Tại vì tối 14 đó là tụng kinh sám hối, rồi ở lại đó ngủ, sáng sớm dậy ở chùa cho em giọng Đại Hồng Chung niệm Phật, rồi phụ làm công quả để nấu điểm tâm cho quý sư, quý sư cô buổi sáng, rồi ở đó làm công quả Tết cho tới lúc trưa, lúc tới cúng vậy đó anh. Dạ. Thì qua những cái nhân duyên như vậy mà Phật tử Diệu Châu cũng biết được đến nhà chùa cửa Phật, rồi đến thọ tam quy ngũ giới, có được các pháp danh. Dạ. Là được là con của Phật. Rồi thì trải qua một thời gian như thế nào, duyên lành nào mà đưa đẩy cho Phật tử Diệu Châu biết đến Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc? Dạ, cho em xin nói thêm khúc này chút. Khi mà em có cái pháp danh đó thì chị em, mẹ em có biểu em quy y, nhưng mà lúc đó em không có biết, em không có quy y. Mà sau này thì em có tìm hiểu, tại mình có pháp danh rồi mà mình cứ nghe nói quy y, mình không biết quy y là gì. Thì sau này em có tìm hiểu quy y là quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo rồi Tam Bảo, rồi quy y Tam Bảo có nghĩa là gì, rồi năm giới có nghĩa là gì, thì yeah. Em có hiểu. Dạ. Yeah. Như vậy. Còn nhân duyên đến đây Bồ Đề Phật Quốc là em khi em đi làm, ở chỗ làm á, em
Rảnh rỗi thì em hay coi phone. Em coi phone thì cứ trong cái YouTube, coi trên cái YouTube thì có thầy giảng về Phật Pháp, thì em chỉ có coi nhưng mà cũng không hiểu về cái gì. Coi thì thấy thầy giảng, rồi em thấy thầy giảng rất là hay, làm cho người của em nó rất là tin tưởng khi thấy một vị thầy giảng Pháp rõ ràng. Thầy giảng rất là hay, khi em nghe và em thấy thầy giống như là một vị thầy cho mình tin tưởng, nơi là mình muốn đi chùa. Rồi sometime có đôi lúc rảnh em về nhà thì em mở tivi, thì lúc đó biết được là cái vô tình mở thôi, anh cứ mở mở đài như vậy, rồi mở ngay cái đài 57.15 đó, thì thấy thầy cũng giảng trên đó. Thì em thấy ủa sao thầy này giống với thầy trong YouTube, thấy giống giống nhau á, nhưng mà lúc đó không để ý cái pháp danh của thầy. Thì em nói chứ thầy nhìn thấy thầy trên tivi rõ ràng hơn, nhìn mặt rõ hơn ở YouTube, thấy thầy có cái tướng mạo rất là khang trang, gương mặt rất là sáng suốt, mà nhìn giống như thầy có một cái hào quang gì đó. Thầy giảng làm cho em chú tâm thêm. Thì một ngày đó em về xuống mẹ thăm mẹ, thì em cũng hay nói gì cho mẹ nghe về Phật Pháp, nghe YouTube, nghe TV, thì mẹ cứ nói YouTube thì cứ nghe đi. Rồi em cũng không nhớ nói gì thầy, rồi em cũng nói mẹ trên TV 57.15 có cái thầy đó giảng hay lắm, như vậy như vậy. Thì mẹ nói ồ mẹ biết cái thầy đó pháp danh là gì là gì. Mà mẹ nói là thầy đó pháp danh là thầy Thích Quyền Châu ở chùa Bồ Đề Phật Quốc. Lúc đó em nghe thì em cũng không có quan tâm nữa, nhưng mà nghe riết em mới nói với mẹ là mẹ có biết cái thầy đó ở đâu không, chùa ở đâu không. Thì mẹ nói mẹ biết cái thầy đó, thầy Thích Quyền Châu, thầy giảng rất là hay, mẹ cũng có đi nghe giảng thầy rất là nhiều lần. Rồi một ngày đó rồi mẹ nói là để bữa nào mẹ dẫn em đi tới. Thì một ngày đó mẹ và chị em có người chị pháp danh là Diệu Huệ, là người Phật tử của học viên ở chùa Bồ Đề Phật Quốc này. Và rồi mẹ và chị dẫn em đến chùa, cho nên em biết ở đây là nơi chùa Bồ Đề Phật Quốc và dạy học về Phật Pháp. Thì từ trước cho đến bây giờ thì vẫn là mẹ với lại gia đình là người dẫn cho Phật tử Diệu Châu đến với lại Phật Pháp đến nhà chùa từ hồi nhỏ cho đến bây giờ luôn. Thì khi mà đến lần đầu tiên đến với lại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc thì cái quang cảnh ở đây đã gây cho Phật tử Diệu Châu có những cái cảm nghĩ như thế nào khi mới lần đầu đến? Thưa anh Minh Từ, lần đầu tiên đến với chùa Bồ Đề Phật Quốc, thì khi mà lái xe vào chùa thì em không nhìn ra được cái chùa, em không biết cái chùa nằm ở đâu luôn, tại vì nguyên cái dãy như vậy. Cho nên tự tâm em nói ủa sao cái này giống cái nhà thờ quá, không biết cái chùa nằm đâu. Thì cứ lái xe thẳng xuống dưới Bạch Kinh Đậu, thì khi bước ra khỏi xe nhìn thấy cái khung cảnh của nơi chùa này rất là rộng rãi, về cái Bạch Kinh thoáng mát, và có tượng Đức Hoa, tượng Phật Quan Âm, tượng Quan Âm Bồ Tát. Thì em thấy trong lòng em cũng thấy vui vui. Và khi đi theo mẹ và chị vô trong chánh điện, thì cái việc đầu tiên bước vào chánh điện đập vào mắt em là cái nguyên cái hàng ghế nhìn rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Rồi em nhìn lên phía trái bên em lại là nơi thờ phượng Phật Bổn Sư Thích Ca, em thấy rất là ấm cúng. Rồi em nhìn xung cảnh em nói ồ chùa này đúng là cái chùa. Và khi sau đó và khi ở đó xong rồi, khi chút xíu khi thầy lên thầy giảng nữa, lúc đó lại thấy thầy được ở ngoài đời, thầy mình thấy tờ tivi với lại YouTube không à, thấy thầy nữa. Rồi lúc mà nghe thầy giảng hòa, trong trong tâm em mới tự nói là đúng là nơi này là nơi chùa và thầy mà mình mong muốn được nghe và được để mà được đi tới cái ngôi chùa mà mình muốn. Thì khi em ở lại em nghe thầy giảng rất là hay, thầy rất là
năng lực để mà giảng cho Phật tử hiểu về giáo lý của Đức Phật dạy. Dạ, cho nên em thấy vậy mà em đi tới. Dạ. Rồi cứ mỗi chủ nhật thì khi mà em có sắp xếp được thời gian thì em vẫn thích đi đến đây để em nghe thầy giảng. Dạ. Dạ. Vậy thì trong những cái thời gian mà Phật tử Diệu Châu đến với sinh hoạt với Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc thì cũng có biết những cái chương trình giáo dục hiện có của Phật của Viện Phật học, thì Phật tử Diệu Châu có tham dự bằng những cái chương trình nào hoặc là những cái giờ học nào không? Tại vì trong chương trình đó có những cái ngày học giống như thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì từ 7 giờ đến 9 giờ, hoặc thứ bảy thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Riêng cái ngày chủ nhật thì có cái ngày tu học cuối tuần cho những người mà bận rộn những ngày kia thì có thể tham dự được dễ dàng hơn. Thì không biết là Phật tử Diệu Châu đã có tham dự trong những cái chương trình giáo dục hoặc là một trong những ngày đó, một trong những ngày trong tuần đó không? Dạ thưa anh Minh Từ, em thì vì cái thời gian của em nó cũng eo hẹp, thì em đi làm thì có lúc về sớm, về trễ qua cái giờ của chương trình dạy học của chùa Bồ Đề Phật Quốc. Nhưng em cũng ngày chủ nhật mà nếu em có sắp xếp được thì em cũng đi đến đây để em nghe thầy giảng. Trước là tụng kinh, sau đó nghe thầy giảng pháp. Nhưng mà những lúc rảnh rỗi thì em mở tivi lên em xem, hay là em ở chỗ làm những lúc có thời gian hay trưa rồi thì em vẫn mở YouTube lên để em nghe thầy giảng pháp và quý giáo thọ giảng. Khi có những cái bài bất thình lình chị mở lên coi, có những cái bài hoặc là có những cái buổi nào mà thấy đón nghe hay không? Dạ, có khi em có thời gian thì em cũng có đón nghe, biết cái giờ thì em có đón nghe, tại vì em mỗi khi em đến đây thì em cũng nghe thầy nói về cái giờ học ở đây. Dạ. Rồi em nói là thôi một ngày đó đó mình sắp xếp có một ngày hay một giờ nào đó để mình ghi danh, mình học một ngày cũng được hay một cái giờ nào đó cũng được. Dạ. Thì cứ rảnh là em cứ mở tivi lên 57.15 Bồ Đề Phật Quốc, em cứ nghe thầy giảng. Dạ. Thì chương trình Minh Từ cũng biết rằng là giờ giấc và cái giờ giấc làm việc của Phật tử Diệu Châu rất là eo hẹp, rất là bận rộn, và cái thì giờ mà phù hợp với lại những cái giờ mà dạy học ở ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc nó cũng hơi eo hẹp. Thành thử ra Phật tử cũng cố gắng dành thì giờ để tham dự được những cái buổi tu học cuối tuần ngày chủ nhật không mà thôi. Tại vì thì những cái động cơ hoặc là một trong nhiều cái động cơ nào mà khiến cho Phật tử Diệu Châu chọn những cái giờ học và cho buổi chủ nhật như vậy? Em có nhân duyên đến đến đây là vì thầy giảng rất là hay, và từ đó thì em cũng đã có cái tâm trong lòng mình là có Phật rồi. Cũng biết về Phật pháp, thì khi em đến đây thì em nghe thầy giảng, thầy đã bỏ công sức ra, thầy giảng dạy cho mình rồi. Không, thầy không có ngại cái thời gian là ngắn hay dài hay sớm tối hay như thế nào hết, thầy cũng ráng soạn bài để thầy giảng. Vì như vậy mà em thấy cái sự quyết tâm của thầy rất là quý, cho nên em cứ dành thời gian có ngày chủ nhật thì em sẽ đến đây để em nghe pháp của thầy. Mà mỗi lần nghe pháp của thầy như vậy thì lòng của em nó cảm thấy thanh thản hơn, và thầy giảng những cái chi tiết cặn kẽ hơn, rồi em theo đó mà em học theo, dù là em không có hiểu hết những cái lời Phật dạy, nhưng mà em cảm thấy là
cho mình cũng tự sửa đổi cho mình để mình học thêm những lời Phật dạy, là trước tiên là mình làm thiện, làm lành, lánh dữ, rồi mình có dịp giúp, có dịp làm những cái việc mà dạ, những việc những thiện, việc dạ, mà mình mong để muốn, mình giúp người hay dạ. là mình có những cái gì đó mà mình làm theo, dạ, để cho con người của mình nó thay đổi, và gieo duyên, làm phước, và để cho mình cuộc đời này cho mình đừng có bị khổ, và cho đời sau của mình cũng đừng có bị khổ. Dạ. Nhưng Minh Từ có hiểu được là chị Diệu Châu muốn nói là giống như là phần trên chị có nói, bây giờ tìm được cái nơi để mà mình học và tìm được cái người thầy để mà mình đến để mà mình nghe, để được thầy giảng dạy, cho nên là đó là những cái phần mà làm cho chị mà đó là những cái nguyên nhân làm cho chị mà dành được cái tìm được nơi, tìm được thầy, thì có thể bận rộn đến công việc như thế nào thì cũng sắp xếp được cái ngày chủ nhật để mà đến để tham dự những cái buổi giảng để chọn đúng một thầy ngày tu Minh học. Từ. Dạ. Dạ, Thì thì đúng. cũng là dịp để cho chị được học hỏi về Phật pháp, để có dịp mà để mà thực hành được những cái việc mà mình muốn, mà trong trong tâm mình, trong lòng mình có những cái mong ước đó. Nhưng mà xưa xưa nay chưa có dịp được là thực hiện. Dạ đúng rồi. Thì Dạ. Tại vì mỗi khi mà em đến đây em nghe thầy giảng đó, anh Minh Từ biết không? Cái ngày đó cái tâm của mình nó được thanh thản, nó được thảnh thơi lắm, và em rất là vui. Em thấy là mình thầy này giảng, thầy đúng là cái thầy mà mình muốn nghe giảng về Phật pháp. Rồi mình nghe thầy giảng thì mình có tự sửa đổi cho bản thân của mình, và rồi cho nên giống như mỗi ngày mình được bớt sân si đi, bớt giận hờn, rồi có nghĩa bớt bớt sân si, bớt giận hờn, cũng không có ganh ghét gì ai nữa, rồi cũng không có tranh đua với sự ngoài đời. Người ta làm tìm đủ mọi cách, người ta làm cái này cái kia, mình cũng phải bắt chước theo, tìm đủ mọi cách để làm cái này cái kia. Thì em cứ tùy duyên thôi. Thì nếu mà mình có biết đến Phật pháp, mình có biết đến những lời dạy của Phật, những lời dạy của quý thầy dạy cho mình, thì mình cứ cũng phải làm, nhưng mà cũng đừng có theo cái đồng tiền mà mình phải suy nghĩ ra những cái điều không tốt. Thì cho nên mỗi khi em đến đây nghe thầy giám nhiệm Thích Quyền Châu của Bồ Đề Phật Quốc giảng, em rất là thích. Và vì thầy là một vị thầy giảng làm cho em rất là có niềm tin, giống như có nơi nương tựa, để cho mỗi khi em có muốn làm cái gì em cũng nhớ tới lời thầy giảng, như vậy mình phải học và mình phải hành theo. Thì trong tương lai hy vọng rằng là Phật tử Diệu Châu cũng có dành thêm thời giờ để mà tham dự những cái buổi học, dù cho một buổi hay hai buổi trong các suốt cả tuần lễ, thì có đến cả 9 buổi. Thì không biết là Phật tử Diệu Châu có sắp xếp gì về cái việc mà tham dự học hỏi, hoặc là có chuẩn bị ghi danh và học trong những mùa tới hay không, hoặc là có những cái lời hứa nào đó để mình tự làm cho mình được tinh tấn hơn. Dạ, thưa anh Minh Từ, em cũng có ý nghĩ mình đi học về Phật pháp. Học Phật pháp thì rất là tốt, rất là bổ ích cho mình. Nhưng em thì anh cũng biết là cái thời gian của em đi làm cũng eo hẹp lắm. Thì em cứ có nói rằng để sau này em sẽ ráng để mình sẽ ghi danh học một lớp thử, trong một lớp trong một ngày của một tuần cũng được. Và thì em cứ nói là thôi để mình nghe thêm rồi mình sẽ học cho mình hiểu thêm, và thì em sẽ cố gắng
trong tương lai em sẽ sắp xếp một ngày để em đi học thử một ngày một buổi một lớp của như là một lớp có 2 tiếng mỗi lớp có 1 tiếng thôi. Dạ, mỗi lớp 1 tiếng. Một lần chẳng hạn như là thứ hai thì 7 giờ đến 8 giờ một lớp, rồi 8 giờ đến 9 giờ một lớp. Dạ. Nếu mà Phật tử Diệu Châu không về kịp 7 giờ đến 8 giờ thì học lớp 8 giờ đến 9 giờ. Ồ, vậy thì cũng có thể được. Thì hy vọng là ghi danh liền có thể tháng năm này là đầu tháng 6 là có một khóa mới rồi. Dạ. Thì có thể là tự tạo cho mình cái cơ hội, thì không thể tham dự được hết nhiều ngày thì có thể tham dự được những ngày khác nếu mà 8 giờ đến 9 giờ. Dạ. Mà anh Tư Minh Từ biết không, thì tuy rằng em thì chưa có học ở cái lớp nào ở đây, nhưng mà em cũng biết ở chùa Bồ Đề Phật Quốc có 2 cái lớp chính là sơ trung đẳng Phật học và cao đẳng Phật học. Vâng. Và có những cái chương trình khác như là em thấy trong TV có nói về giáo dục sức khỏe tâm an, giáo dục thiếu nhi. Của thiếu nhi. Dạ, vâng. Đó, nhiều chương trình, có nhiều chương trình ở trong đó. Dạ, vâng. Nhưng mà vì em không có thời gian, như cái chính của em thì em vẫn thích nghe chánh pháp của thầy giảng. Dạ, vâng. Dạ, thì em sẽ cố gắng để em sắp xếp em. Dạ. Dạ, tại vì là Phật tử, vâng, là Phật tử mà chân chính thì ngoài cái sự mà họ tam quy ngũ giới để có được pháp danh thì mình cũng phải dành cho mình một chút xíu thì giờ hoặc tìm cầu sự học hỏi Phật pháp thì như vậy mới không có thể là uổng phí cái danh tiếng là con của Phật. Dạ, thì điều đó giống như Phật tử Diệu Châu vừa chia sẻ đều là có mang đến lợi ích chính cho bản thân của Phật tử Diệu Châu mỗi lần mà tham dự những cái ngày tu học cuối tuần, nghe những cái thời pháp hoặc là có dịp đến đây để sinh hoạt thì có thể thực hiện được những cái việc mà mình mong muốn, cũng giống như là mình có tìm cầu sự học hỏi thì đem đến cái lợi ích cho chính mình lúc này và có thể nhiều đời và đời sau nữa. Thì nên cố gắng để dành ra một khoảng thời gian, nếu mình không thể chọn tham dự trọn vẹn được thì mình có thể tham dự được một số lớp nào đó trong ngày. Tại vì cái thời gian mình tự nghĩ rằng là thầy giám viện đã đặt ra như vậy đó cũng là rất hợp lý, hợp thời với lại những cái cho tất cả mọi người, thì chúng ta chỉ là khéo sắp xếp về giờ giấc mà thôi. Thì mong rằng Phật tử Diệu Châu cũng sẽ có dành được một bữa hoặc là một giờ trong một ngày. Em tự thấy là thầy ở đây rất là, em không biết nói sao trong cái từ của Phật pháp, nhưng mà thầy rất là tận tâm tới Phật tử. Thầy muốn truyền đạt cái giáo pháp của Đức Phật để lại cho đời này và đời sau, cho không có giống như thầy muốn giữ cái lời Phật dạy lúc nào cũng còn tồn tại ở cái thế gian này. Và cho nên em thấy thầy dạy, em nghĩ rằng mình phải học, hay còn nếu mình không có học được thì mình thay vì mình đi đây đi kia hay mình du ngoạn chùa chỉ có nhìn cảnh nhìn kia thì thôi, mình tới thẳng nơi này để cái nơi chùa mà mình học, mình nghe, mình hành để mình hiểu thêm. Rồi đó là lợi ích cho mình, mà thầy thì rất là tận tâm. Rồi nhiều khi em nghĩ, anh Minh Từ với thôi, em nói ủa, em nghe thầy giảng rồi thầy nói, em nghe thầy soạn bài rồi nhiều quá, nhiều chương trình quá, rồi em cứ nghĩ trong đầu vậy rồi thời gian thầy ngủ ở lúc nào, có thời gian nào thầy ngủ, mà sao thầy như vậy, còn mình sao cái giờ đó sao mình không thể dậy được. Vậy là mình không bằng như thầy, dù sao nên là mình phải học được một chút xíu nữa ở thầy. Thì em cứ suy nghĩ như vậy mà
em cứ đến, có rảnh là em cứ đến nghe thầy giảng. Thì Phật tử Diệu Châu cũng tham dự ở trong sinh hoạt ở trong đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc một thời gian, là cũng biết được là Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có hai lớp, hai cái khóa sơ trung đẳng và một khóa về cao đẳng, thì cũng đã gần sắp sửa kết thúc rồi. Thì trước khi mà mình kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, thì Phật tử Diệu Châu có muốn chia sẻ lời gì với lại thính giả đang nghe chương trình, và có cảm nghĩ gì với cái việc làm mà khó làm trong suốt thời gian 6 năm qua mà vẫn tiếp và đã vượt qua những thời gian khó khăn và bây giờ đang tiếp tục tiến triển từng bước, thì Phật tử Diệu Châu có những cái kêu gọi gì, hoặc là tự mình có phát nguyện để làm cái gì trong cái việc mà hưởng ứng cái chương trình mà phần giáo dục của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hay không? Cái sự học này rất nó có lợi ích, thì em cũng khuyên quý Phật tử mà đang nghe đài chương trình Duyên Lành Phật Pháp, Duyên Lành Cửa Phật của Chùa Bồ Đề Phật Quốc, hãy tới ghi danh và tới đây để nghe thầy giảng, ghi danh để học thử một lần cho biết, và mình học để có lợi ích cho mình, và học Phật Pháp thì rất là có lợi, và để cho mình được duy trì cái Phật Pháp cho đời này đời sau, cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Nhưng phải có quý vị, quý Phật tử ghi danh đến học, thì cái sự Phật Pháp truyền giáo sẽ còn nói dài hoài. Và em cũng biết là sau mỗi lần mà nghe Pháp đó, thầy có nói về cái sự mong ước của thầy là thầy muốn mở trường lớp lớn hơn, thì em cũng nói rằng thầy sẽ làm được, vì em cũng thầm cầu nguyện cho thầy sẽ được thành tựu những cái như vậy. Thì có Phật tử ghi danh, chứ đừng có giống như em là cứ giờ giấc không có thì không có tham dự lớp. Thì quý Phật tử có nghe được thì cứ ghi danh học thử để mà giáo pháp của mình còn tồn tại. Dạ vâng, Phật tử Diệu Châu gửi lời cảm ơn, hoặc là những cái lời chia sẻ cuối cùng đến với lại quý khán giả của đang lắng nghe chương trình. Dạ, trước tiên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là con xin tri ân thầy giám nhiệm của chùa Bồ Đề Phật Quốc đã, và các quý vị giáo thọ đã không quản ngại thời gian đường xa hay là như thế nào, thầy đã lập nên cái ngôi chùa này để cho Phật tử tới đây nghe Pháp và học Pháp, và cho bản thân con cũng tới đây được nghe Pháp để cho cái tâm con được an lạc hơn. Con cũng tri ân thầy Viện chủ Thích Quyên Châu ở đây, và con chúc cho thầy được luôn Phật Pháp chống duyên thành và thân tâm thường an lạc. Và con cũng chúc cho quý quý khán thính giả nghe đài Duyên Lành Cửa Phật của chùa Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 được luôn được an lạc. Và nhân tiện ở đây cho em xin tri ân tới Phật tử đã đóng góp và lo lắng cho những bữa ăn của Phật tử, những lớp học và những cái buổi pháp hội, và trong những ngày pháp hội mà có em ở đây em tham dự, nhân dịp này em cũng tri ân quý vị đã có đóng góp phần ăn cho
pháp hội ở ở chùa Bồ Đề Phục á. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn anh Minh Từ. Vâng, Minh Từ xin thay mặt cho chương trình Duyên Lành Cửa Phật cảm ơn sự có mặt của Phật tử Diệu Châu. Dạ, mong rằng là và sẽ có được dịp gặp lại Phật tử Diệu Châu ở một lần khác. Dạ, em cảm ơn Minh Từ. Dạ, em hẹn gặp anh Minh Từ ở chùa Bồ Đề Phật Quốc. Dạ, vâng. Hôm nay thì chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn vào lần sau. Mọi sự đóng góp, ý kiến, phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như là mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Và trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an lành.